Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 2 thường niên 5A Thánh Vịnh 39. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 39, một sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên và một sáng tác của nhạc sĩ Tường Ân. Này con xin đến, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thật thí Ngài. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu, Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thực thi Ngài. Hy lễ trên bàn thờ đây, lễ phóng dâng Ngài cũng không ưng. Nhưng Ngài mở tay con hiểu rằng, Ngài chẳng muốn của lễ hay là hy tế. Thì nay con nguyện đến Chúa ơi. Lạy Chúa, này con đến, xin đến thực thi Ngài. Như sách đã thuật về con, lạy Chúa con thực tình sung sướng để được sống theo thánh ý Ngài. Lề luật Chúa được ghi trong tận lòng con, để đời con hằng soi bước theo. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thực thi Ngài. Con đã loan truyền về Chúa con thật là công minh, cho đời biết uy linh của Ngài. Và miệng con sẽ chẳng bao giờ im tiếng, lời ngợi ca mừng danh thánh Ngài. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thực thi Ngài. Lạy Chúa, xin hãy phán dạy, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thành ý Chúa, để thi hành thành ý Ngài. Con hết lòng cậy trong nơi Ngài, Ngài đã thương nhậm lời con khấn xin. Ngài đã tặng ban một khúc tân ca, mừng Chúa thương ta, tình thương hãi hà. Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thành ý Chúa, để thi hành thành ý. Ngài không ưng nhận thì xin nghe lời Ngài đang khấn ban của lễ bày.
được đến thực thi luật Chúa thương ban, tận đầy tâm can niềm vui chưa tràn. Lạy Chúa này con xin đến để thi hành thành ý Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Nhật 2 thường niên 5A Thánh Vịnh 39. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.